không biết là cục kích vô địch 02 trong trận đấu này anh ra chơi phái gì đây. Ở vòng thi đấu liên đấu đơn của Silver thì anh này anh chơi Thiên Vương Bang. Thiên Vương Bang là có cho mình top 1 liên đấu Thiên Vương Bang. Nào, Thiên Vương Bang đây mày, một Thiên Vương Bang. Một Thiên Vương Bang đây mày. Hello Tấn Hân. Hello Ngọc Lê, hello Dũng Lê, hello Tú Nguyễn nha. Hello Tú Minh Lê, Tú Lê Minh. Hello Đặng Nguyễn. Tối sang bot rồi anh em ơi. Đợi Khải xem tại vì tội Khải không có. Wow. Ông này trang bị một set đồ VIP và nhìn vào gia truyền kháng cả 16 kháng độc 18. Vãi nồi. Một cái nón làm chậm 40. Một cái áo phục hồi 40 hầm mộng đã có thể kích cái nón. Một cái chùy 15-67 96. Một bàn tay làm chậm 40. Ngọc bội kháng lôi sinh lực cao. Nhận chón kháng hỏi 30. Giày kháng lôi 30. Một đai lưng phòng thủ lý 20. Và một cái nhận kháng banh 18. Ok và chúng ta sẽ bắt đầu vào trận đấu. Hai người đâu rồi? Nhanh anh em. Ok anh em xem thì đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ. Vô vô. Hiện tại Thiên Vương Bang đang lời thớ hơn. Đó là với một cái dòng liên đấu hạng 1. Vòng liên đấu hạng 1 này nó kháng tất cả. Như là kháng tất cả 6 hay sao anh em. 6 hay 5 gì đó. Tại vì không nhớ rõ. Kháng tất cả 6 hay 5 gì đó. Còn bên này là phải gì đây? Bên này là Kinh Kha. Ơ nhầm